Khi mà thần hồn rời khỏi xác phàm mà con mang một cái thường thường đầu kho niệm thì con đâu biết đọc đúng không? Con đi kêu một ông thầy tới đúng không? Mà ông thầy đó cốt con sói hay là thiên ma đầu thai, hào quang đen thui. Ông bà mình khi mất á, có thần thông, có ngũ thông. Bây giờ con đem một cái tà tới đứng gần ngay xác mà giả bộ để đọc kinh. Con nghĩ cái xác nó có chịu có sân lên không? Cái thần hồn bị sân á, dễ sân hơn xác phàm mình. Xác phàm mình á là cái tâm mình khởi sân, nhưng mà cái ý chí mình đè xuống là được. Nhưng mà khi mang thần hồn nó đâu còn cái tâm nữa, khởi gì là nó ra liền á, hiểu không? Thì là nặng lắm. Mà đa số là mấy thầy thời nay là ai con hiểu rồi. Chỉ có khi nào để cho ví dụ như ông bà mình đang nằm mà từ từ mà đi á, chứ để tự nhiên đi, đừng có khóc, không có được khóc, đứng nghiêm trang nhìn khóc. Bình thường không có cho ai chạy tới đụng tới thân người. Để đụng tới cái thần hồn á sẽ sanh ra tình cảm á, rồi cái không có chịu đi. Tại vì lúc đó nó cũng y như là con ra phi trường nha, con chở chuyến bay con bị kẹt lại á, giống như kiểu má của Trinh lúc đó mà sư phụ không lên đây á là bả thành ma mấy trăm năm á, chứ không phải giờ về trời tầng thứ 6, thứ 7 đâu. Thì cái thằng hồn cũng gần như vậy. Rồi có nhiều lý do sư phụ để trong đó. Sư phụ cũng không có muốn đốt vàng mã nữa. Để đốt vàng mã đó, cái người thân mình lại không có xài được. Tại ngày hôm qua hôm kia có nói cái vụ này á, vụ ở ngoài viện Mi Tha sư phụ có kể á, là những con ma khác nó ăn quen rồi cái nó chạy theo mình. Thôi muốn hội thiên chúng ta đó, cứ người đi rồi cứ để cho họ đi thanh thản, còn người còn sống còn lại chỉ là tu tập đi về thôi, đừng có lằng nhằng. Tại vì ma chơi cô hồn các đảng ở dưới núi đầy đường, mà cứ tốt ngày cứ cúng mà đốt vàng mã rồi này nọ hoài, nó cứ ăn quen. Nhất là cúng ở bát do hay phanh do của mình, cúng là có thiệt, mấy vị mấy con ma ăn thiệt, nhưng mà nó ăn quen, nó cũng như homeless vậy đó. Giống như homeless, bây giờ con cho homeless một lần thì lần sau nó cũng tới đó. Cũng giống như người thân mình ở Việt Nam mà thuộc dạng mà làm biếng ăn chơi đó, con gửi tiền nó hàng tháng 300, nó bển, nó cứ nghĩ cái đó là fixed income của nó, là mỗi tháng nó có cái đó, nó đi nổ vòng vòng hàng xóm, nó không có chịu làm gì hết, mà giàu cho nó có xiên nữa. Cái người khác người ta cũng thấy ghét, người ta cũng không, tại vì cái tánh tự cao á, rồi hơi ỷ lại. Mà bữa nào con gửi 200 là nó giận con rồi. Cũng vậy á, người sống là vậy rồi, huống chi mà. Cẩn thận, thương thì có đúng chỗ. Hội thiên chúng ta làm gì cũng phải tính, thương là thương cho đúng chỗ, làm cho đúng thời điểm, đúng ngày, đúng giờ, đúng lúc. Chứ không phải thương như kiểu phần tử cà gù cà gạch, cứ thấy cái thấy một cái hình ảnh gì á là động tâm từ bi, là sống chết như cái đó, rồi cuối cùng á là toàn là bị mấy ông thầy mà ban tiên giáo mà ổng khôn dữ lắm, tính toán rồi cuối cùng á là cộng nghiệp không á.